Đi con sẽ không phát sóng trên VTV ngày 29 tháng 7, các diễn viên chính của Về nhà đi con bắt đầu được triệu tập để thực hiện phần ngoại truyện của phim. Theo nguồn tin thì hiện phần quay của 4 tập phim đã hoàn thành và đang tiến hành dựng để kịp ra mắt khán giả ngay sau khi kết thúc phát sóng tập cuối cùng của phim vào ngày 12 tháng 8 tới. Dù các diễn viên đều vướng lịch riêng nhưng tất cả đều dồn sức để hoàn thành 4 tập ngoại truyện Về nhà đi con. Diễn viên Quốc Trường phải sắp xếp công việc kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh để bay ra Hà Nội diễn tiếp vai Vũ dù vẫn có sự xuất hiện của dàn diễn viên chính được yêu thích nhưng nội dung của phần ngoại truyện được phát triển độc lập. Tuy nhiên đến thời điểm này ekip làm phim vẫn giữ kín thông tin về các tập phim mới quay này. Trái với dự đoán của nhiều người trước đó, bốn tập ngoại truyện về nhà đi con sẽ không nói sóng VTV một ngày sau tập 85, cũng là tập cuối chính thức phát sóng vào ngày 12 tháng 8 tới, mà sẽ chỉ phát trên các nền tảng số của VTV. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có lịch công chiếu cụ thể của bốn tập về nhà đi con ngoại truyện